Xin chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn học phần mềm miễn phí của Tú Phan trên YouTube. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm chỉnh sửa âm thanh của hãng Adobe, có tên là Adobe Audition. Thì tôi đang sử dụng phiên bản CC 2018 ha. Rồi, thì tiếp theo cái giáo trình của cái video trước á, tôi đã hướng dẫn. Đây, tôi xin lỗi, tôi bắt lại cái giáo trình đây. Giáo trình hướng dẫn học phần mềm Adobe Audition ha. Thì cái video trước tôi vừa hướng dẫn các bạn xong cái mục số 8 trong cái giáo trình của tôi nè. Mục số 8 chúng ta tìm hiểu một số cái công cụ thường hay sử dụng và một số cái phím tắt ha. Thì cái video này chúng ta sẽ tới mục số 9 nè ha. Mục số 9 là chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái thao tác thường hay sử dụng trên cái track này. Và cái thao tác này thông thường chúng ta chỉ click chuột phải trên cái track thì nó hiện ra thôi. Và một số cái nút chức năng ở trên cái giao diện này ha. Rồi, thì cũng tương đối đơn giản thôi. Thì tôi chia làm hai phần ha. Đầu tiên thì tôi hướng dẫn một số cái giao diện của cái track này. Rồi, cái video sau ta sẽ tìm hiểu các nút chuột phải. Thì đầu tiên tôi mở phần mềm Adobe Audition lên. Đây nè ha, Adobe Audition lên. Thì sau khi mà mở lên á, thì trường hợp này tôi đã tạo sẵn một cái new track rồi ha. Trường hợp mà bạn chưa có thì bạn chọn trên menu File là bạn chọn New, mình chọn multi track session ha, tạo mới một file. Rồi thì bạn sẽ thấy là đây trường hợp tôi đã thu âm sẵn một cái đoạn âm thanh rồi nè, thấy chưa? Bạn nào chưa thu âm thì có thể là làm theo hai bước. Bước đầu tiên là nhấn chữ R ở đây, bước thứ hai là click vào cái vòng tròn để bắt đầu chúng ta thu âm ha. Kết thúc thì nhấn lại cái vòng tròn này, rồi được cái đoạn thu âm như thế này. Video này thì video đầu tiên nên tôi giới thiệu các bạn sơ lược về cái giao diện này đi ha, cái giao diện của cái track này. Qua cái video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cái click chuột phải vô cái này nè. Vô cái track này thì bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái thao tác nhanh. Thấy chưa, đây là những thao tác nhanh của cái track này. Thì qua video sau tôi hướng dẫn. Video này chúng ta sẽ tìm hiểu cái giao diện nè. Cái giao diện này là cái gì? Thì tôi nói sơ cho bạn thôi, chứ thật ra là trong cái giáo trình tôi đã nói rất rõ về cái tính năng của từng cái nút trong đây rồi ha. Thì đầu tiên mình sẽ thấy là những cái đơn giản trước ha. Đầu tiên thì cái track này bạn thấy nó có màu xanh lá cây ha, màu xanh lá cây. Thì màu là do đâu? Muốn thay đổi màu thì bạn click vào đây nè. Thấy chưa? Nó có cái hình ô vuông nè, thấy chưa? Hình ô vuông đây nè, bạn click vào đây. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng track color để bạn thay đổi màu. Mặc định thì hiện tại thì đang ở cái màu xanh lá cây đúng không? Tôi muốn cho màu hường hay màu tím á thì bạn click vào đây. Thấy chưa? Cái track đã chuyển sang màu tím rồi nè. Đó. Bạn muốn màu nào thì bạn click vào đây ha. Nó click vào đây, màu xanh, màu đỏ, màu hường gì đó tùy các bạn. Nhấn vào đây để quay về reset như vậy. Nè, tăng cái chỉ số màu hue nè. Hue là thay đổi chỉ số màu đậm nhạt nè ha, tự độ tương phản đó. Rồi, tôi nhấn cancel đi. Đó là cái đầu tiên. Thì bạn tiếp theo bạn coi cái track nè. Cái track chúng ta có tên là track 1 nè, thấy chưa? Đây là cái tên track nè. Thì cái này bạn thay đổi được ha. Muốn thay đổi bằng cách nào thì bạn click chuột phải coi. Bạn nhấp đôi, bạn click vô cái track tên track này. Thì hiện tại đang là track 1 và muốn đổi tên gì cũng được ha. Giờ sẽ đổi tên đây là chữ test đi, test audio hay là test 01 đi, giả sử như vậy ha. Enter đó thì cái tự động cái track 1 bạn đổi hình thành cái test có cái title là cái tiêu đề đó, test 01 ha. Rồi xuống đây là tới cái phần, đây là cái phần âm lượng nè, bạn thấy chưa? Đây là cái phần âm lượng nè. Thì bạn lưu ý đây nó có hai vòng tròn, hai vòng tròn bên trái và vòng tròn phải. Vòng bên tay trái đây chính là cái volume tiếng Việt như là âm lượng đó. Thì mặc định nó đang ở số 0 ha, 0 decibel là cái mặc định, cái bình thường ha, âm lượng bình thường. Còn nếu các bạn muốn tăng âm lượng lên thì bạn có thể là click vô cái số 0 này để bạn nhập con số ha, tăng lên thì chúng ta là tăng âm lượng đó. Hoặc là bạn nhập dấu trừ thì nó sẽ là giảm âm lượng ha. Dấu dương là tăng âm lượng, dấu âm là giảm âm lượng. Còn tôi làm cách khác nhanh hơn, tôi thường hay rê chuột đây nè. Thì tại đây cái chỗ chuột tôi biến thành cái dấu bàn tay ha. Nếu tôi kéo qua trái thì âm lượng nó sẽ là dấu âm, nó giảm âm lượng. Kéo bên tay phải, lưu ý ha, khi ta kéo thì bạn nhìn cái vòng tròn nó có cái kim giống như là cái kim giờ vậy, nó đang rê, nó hướng qua bên tay trái như là ta giảm âm lượng ha, nó đang rê hướng qua bên tay phải hay là cái dấu cộng đó thì nó là tăng âm lượng. Tăng đơn vị ta đang là ở decibel ha, tăng lên mười mấy decibel luôn, thấy chưa? Rồi thì tăng đó thì bạn muốn biết cái tăng như thế nào thì bạn nhấn nút play nè. Nhấn nút play là cái nút mà nút dưới đây nè ha, hoặc là nếu cái phím khoảng trắng á, spacebar để bạn phát thử, bạn sẽ thấy âm lượng nó sẽ tăng rất là lớn ha. Rồi thì bạn làm thử đi, tại tôi đang hướng dẫn các bạn, tôi bắt thì nó ồn lắm. Bạn muốn quay về mặc định thì bạn click vô đây, bạn có thể nhập vô đây số 0, quay về mặc định, thấy chưa? Âm lượng về mặc định. Rồi đối diện với nó là bên đây là cái một cái vòng tròn. Cái vòng tròn đây là
cho các bạn biết đây là cái kênh thôi ha. Mặc định chúng ta đang có hai kênh là kênh left và kênh right. Left là bên trái, right là bên phải. Bạn muốn cho cái đoạn mà track của bạn á, nó phát bên cả hai bên lo tai nghe các bạn luôn thì bạn để số 0 là giữa. Còn bạn muốn chỉ nghe bên trái thôi á thì bạn kéo qua bên trái như thế này nè. Thấy chưa? Kéo ở đây thì nó chỉ nghe được bên trái là 100 đó, bạn kéo bên tay phải thì nó sẽ nghe được bên tay phải. Ha, rất đơn giản thôi. Nói chung bạn sẽ thấy là chữ L, chữ R, chữ L là bên tay trái, còn chữ R là bên tay phải. Thấy chưa? Đây tôi kéo thử coi nó có ra bên tay phải không. Mặc định thế này thì chúng ta nên để là số 0 ha. Nghĩa là bạn sẽ nghe cùng lúc là trái là phải luôn. Chứ ai mà nghe bên phải không. Thấy chưa? Đây là R100 là nghe, bạn chỉ nghe bên lâu phải không. Thấy chưa? Đó, ban đầu là bạn lít vô đây, bạn nhập số 0 là quay về mặc định. Thấy chưa? Còn ban đầu quay bạn lít lít giữ trái combo như bên trái thì nó sẽ là L100, nghĩa là nghe toàn bộ bên tay trái. Còn bạn quay nhấp bên đây thì số 0 quay về mặc định. Sau đó bạn lít và bạn lên tay phải thì nó sẽ là R100, nghĩa là R100 đó, nghĩa là chỉ nghe hoàn toàn 100% bên tay phải ha. L là bên tay trái, R là right bên tay phải. Tôi nhắc lại, còn cái chỉ số kèm theo là bao nhiêu phần trăm, 100% là bên lâu phải hay là bao nhiêu phần trăm bên lâu phải thì đơn vị nó là một đơn vị là 100%. Thấy chưa? Là lớn nhất, còn không là không là nhỏ nhất đó. Rồi, tôi cho bằng cước không để cho quay về mặc định. Ở đây chúng ta còn gì nữa? Tên này, âm lượng này, lo trái lo phải. Rồi, ở đây chúng ta còn cái chữ M, chữ S và chữ R ha. Ba cái chữ này là gì? Cái chữ M đó là viết tắt của chữ mute, là tiếng Anh là tắt á ha, là tắt tiếng luôn á. Bạn lít vô đây là nó sẽ không nghe tiếng, mặc dù bạn nhấn nút play phát cái track này nhưng mà không nghe tiếng ha. Nè, thấy chưa? Thì cái track chúng ta đang có màu thì hiển thị sang thành màu đen rồi đó, màu xám rồi đó, màu trắng đen rồi đó, bạn thấy chưa? Nghĩa là cái mặc dù bạn có nhiều track nhưng mà chỉ có track này nó bị im lặng rồi, nó bị câm rồi ha. Ta sẽ nhấn copy cho bạn xem nè. Thấy chưa? Những cái track kia thì bạn sẽ nó có màu, nhưng mà cái track mà bạn chọn thì chọn chữ M á thì nó sẽ biến thành màu trắng đen đó. Rồi tao bỏ chữ mute ha. Tiếp theo là tao sẽ ấn cái chữ S viết tắt của chữ solo á, thấy chưa? Là màu vàng nè, đó. Thì cái chữ solo đó thì có nghĩa là khi bạn nhấn nút play á, phát á thì những cái track kia thì nó hoàn toàn im lặng hết, nó chỉ phát duy nhất một cái track mà bạn đang coi để cái chữ S thôi. Những cái track nào bạn có để chữ S nè, là solo á, thì bạn không tin thì bạn sẽ xem thử nè, bạn thấy chưa? Khi tôi nhấn chữ S thì hai cái track bên dưới thì nó đã biến thành màu đen nè, trắng đen, nghĩa là nó sẽ không phát, nó tạm ẩn á, nó chỉ phát cái track mà có chữ S thôi. Đó, tôi bỏ cái chữ S thì nó là sáng lại, màu tím và màu xanh vật lại. Còn tôi muốn chỉ phát hai cái track ở trên cùng thôi thì tôi nhấn đây là chữ S nè. Tôi nhấn đây là một chữ S thì chỉ phát hai cái track ở chữ S thôi. Còn những cái track mà không có ký hiệu mà tôi nhấn chữ S á, không solo á thì nó sẽ là tô trắng đen. Track 3 là tôi không nhấn chữ S nè, nên nó là trắng đen nè, track 3 nè, thấy chưa? Còn cái track 2, track 1 thì tôi nhấn chữ S nên nó có màu nè, thấy chưa? Có màu nè. Đây là track 1. Rồi. Tiếp theo, ta sẽ còn cái chữ cuối cùng là cái chữ R là record ha. Thì cái này đã quá quen. Xin lỗi, tôi lỗi nhắn. Cái này đã quá quen với các bạn rồi. Những bạn nào mà xem những cái video đầu của tôi đến giờ thì bạn đã biết cái chữ R là để ghi âm thôi ha. Chọn cái track nào để làm cái nơi chúng ta chứa cái đoạn ghi âm ta. Khi bạn nhấn chữ R này nè. Bạn thấy chưa? Khi tôi nhấn chữ R thì đây nó sẽ cái phần mềm mà Adobe Audition này nó sẽ nhận cái micro của tôi ha. Thì cái cột sóng âm này nó sẽ lên xuống cho chúng ta biết là cái micro chúng ta đang hoạt động đó. Là cái R là cho bạn biết là bạn sẽ thu âm, thì cái nơi lưu cái đoạn thu âm bạn ở nằm ở trên track nào ha, chứ chưa bắt đầu thu âm ha. Bạn mới nhấn chữ R thôi, cái bước 1 thôi. Còn bước 2 bạn muốn bắt đầu thu âm mà bạn nói chuyện á thì cái phần mềm nó sẽ thu ra được cái đoạn này á. Thì bạn phải nhấn cái dấu tròn đỏ như vậy nè, record, phím tắt là shift với space ha. Space là khoảng trắng đó, cái phím dài nhất trên bàn phím các bạn á. Rồi đến đây chúng ta còn cái gì nữa, những cái đơn giản trước đi ha. Thì ở đây thì bạn sẽ thấy là có cái này nè. Cái này là gì? Cái này là cái công cụ mà đếm nhịp, gõ nhịp thôi ha. Những bạn nào mà học chuyên về đánh đàn á, đàn piano, đàn organ hay là guitar đó thì bạn sẽ biết được cái công cụ mà tạo cái bộ gõ nhịp nè. Không tin thì tôi sẽ tạm tắt hết những cái kia đi. Tôi sẽ nhấn thử thì bạn sẽ thấy là nghe tiếng gõ cọc 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 nè ha. Tôi nhấn nút play phát thì bạn sẽ bạn thấy chưa? Đây là cái đạo gõ nhịp cọc 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 cho bạn biết thôi ha. Những cái thông số này thì bạn không chuyên thì chúng ta cứ để mặc định ha, như cái này. Rồi, tiếp theo tới cái này là gì?
cái đồng hình, cái đồng hồ này là cái mà kéo giãn nè ha. Cái tên nó là stretching á ha, kéo giãn cái âm thanh chúng ta. Thì cái kéo giãn làm gì? Cái giãn này giống như các bạn thực hiện cái việc mà tua nhanh cái video bạn xem á, thì cái phần âm thanh nó sẽ bị móp méo, âm thanh nó sẽ phát nhanh theo, hoặc là bạn kéo giãn cái động video ra thì nó sẽ là âm thanh chúng ta sẽ phát chậm ha. Thì tôi làm thử cho bạn xem nè. Thì nếu như bình thường mà sử dụng cái công cụ chữ V á, công cụ mu á ha, công cụ mu trên đây nè, mu là viết tắt là chữ V á, thì bạn sẽ, bạn giả sử tôi có cái đoạn âm thanh trên đây ha, tôi xóa những cái dưới đi. Rồi, tôi có cái đoạn âm thanh gì nè. Bình thường thì nếu bạn sử dụng cái công cụ là chữ V á, thì các bạn di chuyển đến hai đầu á ha, di chuyển đến hai đầu như thế này nè. Di chuyển hai đầu bạn kéo vào thì là bạn bạn trim á, bạn kéo vào thì bạn là trim, nghĩa là bạn cắt xén hai đầu á, đầu đầu ở phía sau và đầu ở phía trước, thấy chưa? Cắt xén cái đoạn âm thanh ta. Thì cái bạn lưu ý là tại vị trí chỗ chuột của bạn á, nó hiện hình, hiện là hình những cái mặt vuông màu đỏ và hai dấu mũi tên hai đầu ha. Rồi, khi bạn kéo về chúng ta thực hiện cái việc trim, nghĩa là chúng ta sẽ cắt xén bớt cái đoạn track chúng ta, đoạn audio âm thanh chúng ta. Khi mà bạn nhấn cái tùy chọn này nè. Tùy chọn mà đây nè ha. Thì khi đó bạn tùy chọn mà tôi nói với bạn mà thay đổi độ nghiêng á ha, tua nhanh cái đoạn âm thanh hoặc làm chậm âm thanh ta, thì bạn lít vô cái đồng hồ này ha. Rồi, thì đây nè, khi bạn di chuyển đến cái phần bên dưới đây á, thì nó vẫn là cái ký hiệu là cái hình vuông màu đỏ và hai dấu mũi tên hai đầu, thì không có nói gì ha, vẫn có thể là trim được đó. Nhưng mà lưu ý thì nó sẽ xuất hiện ở trên đây một cái hình tam giác màu trắng, lưu ý nhìn cho kỹ ha, tao phóng rất là to ha, một cái hình tam giác màu trắng. Thì khi bạn di chuyển chuột vào thì nó sẽ là hai cái mũi tên màu đen ở đa hai đầu, nó không có cái dấu dấu ngoặc vuông màu đỏ, thì nó sẽ hiện thêm một cái đồng hồ ha. Thì đó chính là cái việc mà chúng ta thay đổi cái tốc độ của cái đoạn audio này ha. Tôi sẽ làm thử cho bạn xem nè. Khi ta rút ngắn lại, ta tăng tốc độ lên, thì tất nhiên là cái đoạn audio nó sẽ phát nhanh lại ha. Tôi rít thử nha, thấy chưa? Vậy khi tôi rít thì bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị cái chỉ số phần trăm ha, mặc định 100% là nó sẽ phát cái tốc độ bình thường. Còn khi tôi kéo ngắn lại nè, thì cái đoạn âm thanh chúng ta chỉ còn có 59% thôi ha, nghĩa là tốc độ nó tăng lên đó, nó tăng lên từ 100% còn có 59% nè, thấy chưa? Thì bây giờ khi mà các bạn nhấn nút play phát thử, bạn sẽ thấy là cái đoạn âm thanh chúng ta sẽ tua đi rất là nhanh. Tôi làm thử cho bạn xem nè. Tôi nhấn nút play ha. Tôi nhấn nút play, cái nút play tôi đâu rồi? Đây, gần gần đây đi. Rồi tôi nhấn nút play thử cho bạn xem ha. Bạn sẽ nghe được cái âm thanh cái người nói chuyện tua rất là nhanh, tại vì nó giảm từ 100% mà cái độ ngắn nó chỉ còn ở 59% thôi nè. Sau khi bạn chỉnh xong thì cái phần trăm nó bao nhiêu thì nó để ở góc dưới cùng bên tay trái, 59% ha. Rồi tôi nhấn nút play, bạn sẽ nghe thử cái âm thanh nó phát rất là nhanh nè. Hello, xin chào bạn, tôi sẽ test thử phần âm thanh ha. Rồi tôi kết thúc. Bạn thấy chưa? Tốc độ rất là nhanh ha. Còn khi chúng ta bạn muốn quay về mặc định hoặc muốn làm cho chậm lại thì ngược lại thôi. Bạn kéo cái mũi tam giác đây nè. Ở hai đầu đều có chân ha, bạn kéo đầu nào cũng được. Bạn kéo cho nó kéo giãn nè. Nó nãy 59 phải không? Tôi kéo lên 100% là quay bình thường. Còn hợp giả sử như tôi muốn kéo hơn 100% đi thì tôi sẽ làm cho cái đoạn audio âm thanh chúng ta chậm đi ha. Sẽ chậm đi nè, tôi sẽ kéo là 141% luôn nè. Ha, đó, đây là 141% luôn nè, hai bạn thấy chưa? Rồi giờ tôi sẽ phát thử, bạn sẽ thấy cái âm thanh cái người nói chuyện rất là chậm nè. Tại vì bình mặc định chuẩn ta là 100%, ở này nó là kéo giãn tới 141% luôn. Thì tôi nhấn play cho bạn nghe thử ha. Hello, xin chào bạn, tôi sẽ test thử phần âm thanh ha. Rồi tôi kết thúc. Bạn thấy chưa? Cái giọng cái người mà thu âm thì nói rất là chậm ha, do bị kéo giãn thành 141%. Bạn muốn quay về mặc định á, thì bạn có thể là kéo cho ở đây nó hiện lại 100%. Thì đây bạn nhớ lưới đang ở 141 đúng không? Thì tất nhiên là ta sẽ kéo cho nó giảm đi 41% để nó quay về 100%. Thì cái này nó có một cái khó là khi bạn kéo thì nó sẽ hiện thị con số dưới 99% rồi. Hoặc là trường hợp mà các bạn mà cái đoạn âm thanh mà bạn muốn làm nhanh á, thì bạn kéo lại cho nó quay về mặc định 100% cũng được. Hoặc là bạn làm một cái mẹo làm nhanh á, thì bạn có thể là xóa luôn, số luôn này, và bạn lôi lại cái phần âm thanh nguồn của bạn, âm thanh gốc của bạn vào, thì nó sẽ quay về cái trạng thái mặc định, thấy chưa? Hoặc bạn nhấn cái Ctrl Z á, quay về cái thao tác tôi vừa làm ha, tôi nhắc lại thôi. Hoặc là bạn có thể sử dụng thêm cái tab History nè, lịch sử nè, quay về cái lịch sử chúng ta đã làm, cách nào cũng được ha. Nhiều, rất là nhiều cách để khôi phục về cái đoạn audio mặc định ban đầu ha, quay về cái trạng thái ban đầu. Rồi, trong đây chúng ta còn thêm cái gì nữa? Đây chúng ta còn nè, tôi đích vô đây thì nó sẽ hiện cái dấu tam giác màu trắng nè ha, stretch nè, là kéo giãn cái đoạn audio của chúng ta. Đích vô đây để bỏ, thấy chưa?
Rồi tiếp theo chúng ta tới cái hình cái thỏi 500 nè ha. Thỏi 500 hình móng ngựa này là dùng chế độ snapping thôi, viếm tắt là chữ S á, để các bạn thực hiện cái việc bắt dính thôi ha. Trong phần viếm tắt tôi cũng nói rồi, bắt dính là giả sử như giờ tôi sẽ copy nè, bạn nhấn tay trái giữ phím on ha, phím A là T đó, bạn kéo thì bạn sẽ copy được nhanh được một cái đoạn như thế, âm thanh như thế này. Thì khi bạn bật chế độ bắt dính này á, thì bạn bạn lít chuột phải nè, bạn bạn lít chuột phải lên trên cái vùng chỉ số này nè, bạn sẽ thấy cái phần tùy chỉnh snapping nè, chế độ bắt dính. Thì đây nó sẽ bật hết tất cả những chế độ bắt dính luôn nè, bắt dính vô trong cái điểm đánh dấu thước hay là video clip khác hay là cái đầu lập này nè, thấy chưa? Có nghĩa là khi bạn rê cái đoạn track của bạn lại gần cái đoạn track khác thì tự động nó sẽ bắt dính ha. Tôi sẽ phóng to bạn xem nè, nó sẽ tự động lại gần thôi, nó sẽ bắt dính, nó sẽ hút vào nè, thấy chưa? Lại gần thôi nó sẽ hút vào nè, thấy chưa? Đó, đó là chúng ta sử dụng chế độ bắt dính đây nè. Mặc định thì nó sẽ bật lên chế độ này. Thì chế độ bắt dính nó còn thêm một cái trường hợp nữa là giả sử như bạn rê cái sợi tóc, bạn rê sợi tóc giờ bạn xin lỗi tôi lỡ nhấn lộn với play, bạn rê sợi tóc tới gần cái track này thì tự động nó không bắt dính nè, thấy chưa? Mặc định thì nó không bắt dính. Khi sợi tóc màu đỏ đó, bạn muốn bắt dính vô trong cái track này thì bạn giữ phím shift ha, tôi làm thử ha. Tôi rê vô đây, tôi trái tôi giữ phím shift. Bạn thấy chưa? Khi tôi giữ phím shift thì cái sợi tóc màu đỏ này nó sẽ tự động bắt dính vô cái phần rìa của cái track này. Thấy chưa? Tôi trái tôi đang giữ phím shift đó. Còn nếu bạn không giữ phím shift thì nó không bắt dính, nó đi luôn, thấy chưa? Rồi đó cái thủ thuật tôi nhắc thêm các bạn thôi. Rồi thì còn cuối trong cái phần mà cái cửa sổ này á, thì cái đó là bốn cái tab này nè, bốn cái tab này là bốn cái tab chuyên sâu ha. Thì qua các video sau tôi sẽ nhắc lại các bạn. Thì cái mỗi cái tab nó thực hiện một cái chức năng riêng. Thì cái tab đầu tiên là input output là tùy chỉnh cái đầu vào đầu ra. Cái hai là effect ha, effect là viết tắt là chữ fx là hiệu ứng đó. Hiệu ứng thì nó hiệu ứng âm thanh ha, tương tự như những cái phần mềm chỉnh sửa video thì chúng ta sẽ có hiệu ứng video, hiệu ứng phim ảnh đó. Này là hiệu ứng âm thanh FX. Cái đó là cái tab send, là cái tab này là cũng khá là hay đi. Thì một cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh EQ ha. Chỉnh EQ thì bạn nào mà làm DJ hay là có từng học qua các phần mềm về chỉnh sửa âm thanh thì bạn sẽ biết là chỉnh EQ là gì ha. Thì qua video sau thì chúng ta sẽ nhắc lại cái phần chỉnh EQ luôn. Thì bốn tab tương ứng với những cái tự chọn bên trong nè, input output nè, FX thì sẽ liệt kê ra từng cái effect nè ha, send nè, send thì theo cái hiệu ứng nào nè, còn chỉnh EQ là đây là cái biểu đồ đồ thị nè ha, đồ thị chỉnh EQ nè đó. Rồi thì cái video gì là cũng tương đối là dài ha. Thì trước khi kết thúc video này á thì tôi rồi thôi, video này cũng tương đối là dài rồi. Thì qua video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần mà click chuột phải lên cái track nè để hiển thị những cái thao tác nhanh của cái track này, rất là nhiều ha, bạn nhìn kỹ chưa, rất là nhiều cái chữ tiếng Anh luôn đó. Nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác đối với cái track bằng những cái click chuột phải cho nhanh, chứ thực ra những cái nút chức năng này á thì nó nằm ở trên những cái tab những cái trên cái menu này rồi nè. Nhưng mà có điều đó nó tích hợp trong cái click chuột phải cho nó nhanh hơn ha, nó tích hợp hầu hết những cái thao tác thường dùng trên những cái menu này rồi, thấy chưa? Rồi thì cái video này tương đối là dài rồi, thì qua video sau á thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tới cái phần đó. Đây những cái phần click chuột phải đây thì trong giáo trình tôi đã liệt kê hết bằng chữ tiếng Việt nè, bạn có thể là tự tìm hiểu thêm nè ha. Rồi video này thì nếu các bạn xem thấy hay, có cho các bạn thì bạn hãy đăng ký cái kênh YouTube của tôi ha, hoặc là chia sẻ video này cho bạn bè của các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, thì hẹn gặp lại các bạn qua cái video sau ha. Video tôi về tôi hướng dẫn cái phần mà click chuột phải, các thao tác thường hay sử dụng đối với cái track đây nè đó. Video cũng tương đối là hay ha, nên các bạn nên xem ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.